hãy khám phá những bí mật vào mỗi tối thứ hai trong 7 nụ cười xuân cùng Trường Giang, Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ, Trương Thế Vinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân và vị khách mời thứ 7, nam diễn viên nhóm hài Pháp TV, Vinh Râu, Vui Nhộn. Chà chà, ta thèm ăn chả để con đi mua. Tào lao. Bất ngờ. Đừng lúc. Cảm xúc. Đi ba em đi. Tất cả sẽ có trong 7 nụ cười xuân. Dạng cưới. Lâm Miên Lễ, đứng lên đi. Dạ. Tại sao lại đứng đây u sầu ủ rũ như vậy? Dạ, khởi bẩm hoàng thượng là thần không dám giấu là thần có thương đơn phương một cung nữ. Ai? Dạ, Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc cung nữ? Dạ. Ngươi được lệnh của ta là đi theo phò tá hoàng tử mà lo yêu đương, vậy hoàng tử của ta đâu? Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhớ, nhớ một người mà khởi bẩm cung hoàng. Chẳng hay hoàng tử của ta đã có ý chung nhân chưa? Dạ, bẩm con có rồi. Ai? Đó là Thúy Ngân cung nữ. Cho gọi nè. Ngân muội. Ngân muội. Xin chào hoàng thượng. Trong cung ta biết bao cung nữ, nhưng ta chưa từng gặp Ngọc Ngọc cung nữ. Cho đòi Ngọc Ngọc cung nữ đi. Ngọc Ngọc cung nữ. Thôi. Ta nghe nói tên thị vệ này có tình ái với ngươi hả? Không. Thần thì lúc đầu cũng thấy có cảm tình, nhưng mà sau những cú búng của Ngọc Ngọc thì thần bỏ luôn. Đội ơn trời. Ta đã có một người khác dành cho con. Hả? Đẹp không kém, tài năng không kém, búng không thua. Ô, xin mời lầy lầy cung nữ. Đừng để chỉ xa
tên cung nữ chi An Giang kia. Người đó tìm ai nữa? Người có bằng lòng về với tên này hay không? Dạ thưa bẩm hoàng thượng. Ủa đi đâu vậy? Đi về luôn á, không bằng lòng á hoàng thượng. Sống sao mà mới nghe tên mới chỉ mặt thôi người ta chạy rồi. Không, thật sự là nếu mà giới thiệu lầy lầy cung nữ cho hạ thần, hạ thần xin chịu tội chém đầu à. Thà chém đầu chứ không lấy lầy lầy cung nữ. Dạ không, ta có một người khác. Người tiếp theo. Mệt chưa? Dạ đây là bạn của thần Hợi Thị Vệ. Hợi Thị Vệ. Thì ra cái tên người đúng là cái tên đại diện hình ảnh cho gương mặt người. Thì ra ngày hôm nay ngươi tới đây vào cái cung này là đi chung với lầy lầy cung nữ là gì của ngươi? Đây là ý trung nhân của ta. Dạ đúng thưa hoàng. Đã lầy còn gặp Hợi thì ai chơi cho lợi. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để chào bá tánh cũng như bá quan văn võ. Gia đình Bảy Nụ xin kính chào quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Production thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình bấy lâu. Đó chính là động lực để chương trình của chúng tôi ngày một phát triển và thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Trở lại với cung đình của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chia thành hai đội để đọ sức với nhau. Tôi thấy đứng như vậy hợp lý quá trời. Dạ đúng, tôi thấy chẳng có gì gọi là hợp lý cả. Như thế nào gọi là hợp lý? Đâu đó rõ ràng, đẹp thì phải về với đẹp. Mời áo cam qua bên này để tôi qua bên đó. À không, binh đoàn của chúng em luôn luôn gắn kết cùng với nhau, nên chị cứ ở bển lo cho chồng chị đi. Cái gì cũng vậy, đã là định mệnh thì suốt đời là định mệnh. Dạ, dù đã có Vinh, nhưng mà định mệnh, mối tình truyền kiếp là phải về với nhau. Mời hoàng tử con trai ta qua bên đây. Qua bên đây. Dạ, dạ sông Vinh à. Cặp này sông Vinh à. Wow, bên đây cũng là Vinh. Ngon quá ta. Bên đây cũng là Vinh mà sao hoại quá ta. Một cái tên hai số phận. À Thị Vệ, hãy bảo vệ hai cung nữ của cung đình. Đây là cha ta. Hả? Ngươi đang nói gì vậy? À, ngươi bị ngáo à? Ngươi bị ngáo à? Có hai đứa gái đẹp vậy thì phải hãnh diện chứ. Không, nếu mà có hai đứa gái cái này tôi gả lâu rồi. Ở chung với tôi nó mệt lắm. Xin hỏi Thị Vệ, hai đứa gái đã có nơi đi chốn về chưa? Bên này thì đã gả đi nước ngoài rồi. Ôi, nhưng bên đó người ta trả về. Còn bên này gả 1, 2, 3, 4 lần gì đó. 1, 2, 3, 4 lần gì đó. Nhưng không có lần nào được. Còn bên đây, xin hỏi mình ăn cái gì mà mình có thể như vậy? Cá, cá, cá. Không, ý tôi nói tôi là cám. Cảm ơn đã hỏi câu này. Đúng vậy. Tôi đây ăn cơm bình thường mà thôi. Thì ra bây giờ tôi mới biết Ngân cung nữ cũng ăn món này. Văn thơ không ha? Chẳng mấy khi chúng ta có mặt ở đây. Thôi thì hò qua đối lại. Bên đây một câu 6, thì bên đây một câu 8. Hay quá. Xin mời Vinh hoàng tử. Ta đã cho con học quá nhiều rồi. Hoàng tử hãy trổ tài đi. Rồi. Như từ đầu đã giới thiệu. Rồi. Con đã đợi Ngân cả một buổi chiều. Rồi. Thơ như sau. Rồi. Đợi em đợi cả một buổi chiều. Sao thôi. Đợi em đợi cả một buổi chiều. Đợi cả một buổi chiều. Đợi em cả một buổi chiều. Mời đối lại bên đây. Mà Ngân không đến, thiếu điều buồn hiu. Dạ. Mà Ngân không đến, thiếu điều buồn hiu. Tiếp tục theo chữ hiu. Anh buồn anh nấu bún riêu. Anh buồn anh nấu bún riêu. Hay hay. Đúng là thơ vẻ ẩm thực. Em liều ăn hết một tô bún bò. Còn là giỏi về thơ không? Bây giờ ta ra câu, các người đối. Dạ yeah. Okay. Hôm nay bảy nụ cười xuân. Cười vui quá xá. Mà xuân chưa về, mà xuân chưa về. Hay quá, hay quá, hay quá. Thảo, thảo thơ, thảo thơ. Tặng cây dù. Ủa chi vậy? Hoàng thượng. Rồi tiếp kìa. Cười vui quá xá, mà xuân chưa về. Mùa xuân bao câu ước thề. Thề sống thề chết.
Vậy thề làm chi? Chi? Không gì. Thôi thì mình đói làm chi? Vậy thì em ngồi đếm chi đỡ buồn, đếm chi đỡ buồn. Rồi, hôm nay là khởi đầu vậy là cũng vui rồi. Như vậy là hai đội đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng chứ. Bây giờ xin thông báo, cung đình có những luật rất ôm, là ôm chị. Bé, đây. Cái luật đầu tiên là không được xây dù á. Đây. Dạ. Ngồi xuống đây. Đi dù đi. Ngồi xuống đây. Bên đi. Bên đây. Vẫn là lỗi bên kia nha. Sát bên đây. Rồi vẫn là lỗi bên kia. Sai. Sai cái dù. Rồi xây tới hết chương trình nha. Còn tụi mình tiếp tục chương trình. Đó là game đầu tiên của chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, đây là trò chơi thuộc về đội Trương Thế Vinh, Vinh Râu và Lâm Vy Dạ. Trò chơi có tên gọi Gánh Nặng Đồng Đội. Một người lấy hai cái đầu gối ra, cho người kia làm điểm tựa, bước lên giữ tay, sau đó nhìn vào đây, trả lời vài câu hỏi, sau đó luân phiên thay đổi vị trí với nhau. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiều câu hỏi thì thắng đội bên kia nếu họ ít câu hỏi hơn. 2 phút dành cho mỗi đội. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ. Liệt kê 5 diễn viên nam từng đóng cặp với Lan Ngọc và tác phẩm Trấn Thành. Tác phẩm nữa. Trấn Thành là cái Cô gì? Cô Lại Vợ Bầu. Một. Khó quá quá. Công viên Lê Văn Tám, công viên Lê Chị Riêng, công viên Thỏ Trắng, công viên Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, công viên 30 tháng 4. Rồi xuống đi, xuống. Lên lẹ lên, trong hết lên, giờ. Lên trước mà hỏi sao, nhanh là hết giờ. Ủa cũng vậy à? Ủa ngoài vậy hết giờ. Chết tôi. Lên. Đó. Liệt kê là tôi không biết. Hai người. Một, hai, ba, lên. Liệt kê không? Hỏi nón tôi dùng. Nón lá. Nón tay bèo. Nón lưỡi trai. Nón bê nê. Nón kết. Nón kết. Dạ vô một khúc luôn á. Cái phiên bài này vậy. Lẹ lên. Không hết chưa? Quá. Vô. Dạ. Đỡ. Đi. What? Liệt kê 5 loại quả có vị chua. Chanh, cam, tắc. What? Dạ. Bà sướng cái gì á? Liệt kê 5 con đường các bạn. Con đường à, đường Lê Văn Sĩ, đường à, Nơi Chăn Long, đường Phan Đăng Lưu, đường Lý Thường Kiệt, đường Thích Quảng Đức, đường Ngô Đức Kế. Rồi nhiều rồi nhiều. Ai vậy? Tiếp. Mặt chất dạ. Rồi, liệt kê 5 món ăn dạng sợi. Mì, hủ tiếu, bún, phở. Lại lên, hết giờ. Lên. 2, 3. Liệt kê 5 nhân vật nữ của nước Việt Nam. Tấm nè, Cám nè, Dì Ghẻ nè. Mẫu quá, Qua. Năm nhân vật Việt Nam của Đức Tâm nè. Chú cụi Thánh Giống. Chú cụi là Thánh Giống nè. Anh là Thánh Hữu. Leo. Thôi. Xong. Dễ chân mày. Hợp phấn mắt ra ra. Kia. Bấm lông mi. Bấm mi. Rồi. Sạc đủ á. Không. Chết rồi. Lên. Singapore. Liệt kê 5 thủ đô các nước châu Âu. Singapore. Quán luôn rồi.
Như vậy là các bạn chỉ hoàn thành được 6 câu hỏi mà thôi, xin chúc mừng. Trời ơi, quá hay rồi mày cơ. Bây giờ là đau đớn đến với Lan Ngọc. Bị Lan Ngọc là nhỏ con nhất trong nhóm, phải chịu đựng hai người mập nhất trong nhóm. Xin mời Lan Ngọc. Nè Ngọc, nè. Em đứng, em đứng. Cửa mà. Trời ơi, bà bún lên cái bún leo qua đầu tôi luôn á trời. Ba hai còn ở đâu? Đèn ca năm vật dụng có thể phát sáng. Đèn, đèn cây. Và cái đèn gì á? Đèn dầu. Đèn pha. Đèn than. Cái gì bắt quang á? À. Cái gì? Châu châu. Kìa. Kìa châu châu. Đâu phải. Không phải, đồng châu đó. Đồng châu. Đớp đớp đâu phải bầm trộn. Lên. Lên. Trời ơi trời. Nó cười. Lên. Liên kê năm tính từ nói là gì Ly và Long Mỹ Dạ. Nói nhiều. Ờ mập. Ờ má. Dễ thương. Ờ ờ lầy lội. Ờ ờ thích anh Đức. Anh yêu gia đình. Yêu gia đình, thương con. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi lại lên, lại lên, lại lên. Lại lên anh Lục. Hai đứa. Một đứa anh leo lên là lộn. Không, không, chân bên này rồi. Sát dài vô, sát dài vô, sát dài vô. Liệt kê 5 món ăn thích hợp trong giai đoạn ăn kiêng. Sô-cô-la. Bưởi. Khoai lang. Bánh xèo. Rau xào. Cái miếng. Bánh có không chết. Lẹ lên. Lẹ lên. Bánh có không chết. Lên. Trời ơi, sụi rồi đó bạn ơi. Nè bạn, liệt kê 5 bộ phim cho cái dịch đã đóng. Em chưa coi phim màu hết. Em chưa coi phim màu hết. Thôi bị chiêu quá. Liệt kê 5 từ lấy. Bắt đầu bằng chữ L. Lung linh lấp lánh lung lưa. Lung lưa. Lập lè. Lung lưa là gì? Lung lưa là gì? Là lung linh. Lên lung. Lóng lánh. Lo lắng đợi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái kê 56 tốt bên trường Trang. Hai chị già đàn em. Ờ Đức. Đức tên đúng rồi. Ờ dễ thương. Đúng nói nhiều. Nói gia đình. Nói gì mà tốt vậy? Nói gì mà tốt vậy? Kiệm lại. Kiệm lại. Kiệm lại là tên tên. Đó đủ rồi xuống đi. Em lên lượt đi. Lên nè. Đừng nhúng, đừng nhúng. Không phải, vấn đề ở đây là bên này, em bước bên này đây, em bước bên này. Đó. Liệt kê năm bộ phim Nụ Lan. Nụ Lan gì vậy? Lan Ngọc đã đóng. Ừ. Cánh đồng bất tận. À, gia đình phép Phật. Cô lại giờ bầu. À, quên rồi. Bố tình đồng của tôi. Bố tình đồng của tôi, gái nhà đồng, đồng của tôi. Gái nhà đồng kêu. Gái nhà đồng kêu. Năm loại trái cây khi ăn phải bỏ vỏ. Quýt, bưởi, cam, dưa hấu. Ôi, cam, quýt, đồ kia là ăn được hết. Sao đi, sao đi. Đi. Xoài, xoài. Đây, đừng bước lên nữa. Nhảy lên, nhảy lên. Đi chơi năm màu hồng cấp 2, cấp 3. Khoa học lịch sử anh văn, à, đạo đức, sinh, sinh, sinh lý, sinh. Thank you.
gì đâu đớn quá à. Mà thiệt chứ chẳng đùa. Như vậy thưa quý vị, thật bất ngờ thưa quý vị, đáp án cùng nhau. Mình đều với bên kia. Bây giờ chúng ta chơi lại một lượt nữa. Khoan, còn thở không? Phải, đau lưng quá bạn ơi. À, rồi gãy luôn rồi bạn ơi. Rồi như vậy là các bạn đã vượt qua trò chơi này, hai đội hòa điểm nhau, rất là hay, ngang tài ngang sức. Chúng ta chờ phần tiếp theo trong chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, đây chính là karaoke. Bây giờ hai đội, một người đeo cái bộ áo giáp với bong bóng này vào, hai người còn lại sẽ được hát karaoke với bài hát chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, có lời. Và dĩ nhiên ai hát sẽ theo chiếc đũa thần kỳ này quy định. Và cái người còn lại nên nhớ, mỗi khi hai người bạn của mình hát sai thì địch bên kia sẽ chích bong bóng. Đội nào bị chích bóng nhiều hơn thì đội đó thua. Đội nào chơi trước? Dạ. Bên tôi còn gì để mất. Quy định, Quý Ngân sẽ hát bài này, sẵn sàng chưa? Bạn có 30 giây để nhìn những dòng chữ sau đây. Em hai câu đầu, chị ba câu cuối, hai câu cuối nha. Ai hát là do tôi chỉ, không được quy định. Trời ơi, chết rồi, chết. Lời bài này không mà giờ đâu có nhớ mấy lời chính gốc đâu. Đó, nghệ sĩ có gì mà hát phi nghệ thuật. Hát nhạc của nhạc sĩ mà chế lời, lỡ sau này hát của người ta là tao hài lòng rồi sao? Đúng rồi. Chính trước cái phạt đi. Rồi, chuẩn bị. Đề ba trước cho quen lực. Yên tâm, nếu đàng hoàng, tử tế, lâu lâu MC sẽ cho nhìn cái âm nhạc. Yo. Jamie nói cho mà nghe. Tấm hôn này chẳng là nghe. Đẹp cho tốt mẹ. Ủa, hát đúng mà. Jamie nói cho mà nghe, Tết năm nay mẹ còn trẻ. Đêm tới mẹ cũng chết đi chơi. Nay là rất tiếc, các bạn đã đọc rap rồi còn sai nhịp nữa. Bây giờ là lượt tiếp theo, người mặc là Thúy Ngân. Bài này Lan Ngọc chuẩn bị tập trung hát. Dạ. Thúy Ngân sẵn sàng chưa? Hả? Dạ, em đâu có hát gì đâu. Em đâu có hát gì đâu. Đúng rồi, bé còn tỉnh táo, nhìn lời trước. Mà chắc cũng không cần nhìn lời đâu. Quen chị ơi, để bị chết là lỗi của chị. Bài này mà không thuần nữa là đánh gãy rồi. Còn lưu liên vậy chứ nó gấp cái mắt đi anh người chi. Vì là bài quen nhìn ít thôi. Ủa, tôi không quen bạn ơi. À, không quen nhìn riêng. Thua chắc rồi. Em cũng có thuộc đâu.
Trời ơi, em không thuộc. Em còn thuộc tên tác giả. Vô duyên quá. Music. Khoái nhạc bài này lắm. Đâu rồi đó. Có chắc tin khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng. Những cứ kỷ niệm thôi, nhạt nhòa và phai phôi. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Anh chỉ một anh đang chỉ cho em sai của anh sai lầm. Em cũng đã có một người yêu mới, chắc anh chẳng tin một ai nữa đâu. Thì ta mất nhau. Vừa rồi là cái phần đọc lời bè hay gì đó. Có một vài người sẽ buồn lắm đây. Nhưng không sao, chúng ta là game vui thôi mà. Dạ đúng rồi, em đâu phải ca sĩ đâu. Đúng rồi. Cuộc sống mà, có vay có trả. Hồi nãy anh chích anh Luật, bây giờ em trả thù giùm anh Luật. Em chích anh, em chích anh. Đúng rồi, hãy chích Vinh đi. Anh muốn chích ở đâu? Thôi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúng ta có 30 giây. Người lạ ơi, tôi là trời chỉ biết đâu, nhưng khi một mình thì lại không. Cô tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rồng. Đội này chỉ thuộc ở khúc này thôi. Người lạ ơi, xin hãy cho tôi một bờ vai. Vì già ơi, mà cái phá đồng. Giúp tôi một bờ vai. Làm bây giờ chuẩn bị. Âm nhạc, go. Yeah. Yeah. Người lạ ơi, yeah. Yeah. Người lạ ơi. Người lạ ơi, yeah. Hay yo yo là con gì đắng đâu. Nhưng khi một mình thì lại không. Hey, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sao nước mắt lên là biển rộng. Chết. Đúng. Ok, chết tiếp. Lẽ ra chết, tôi không hát là chết luôn. Chết tiếp. Yeah. Người lạ ơi. What? Chống bánh như vậy. Đẩy cái điệp khúc lên trên, người ta đỡ mất bóng. Đẩy cái điệp khúc xuống dưới, người ta vô là rap chứ rồi. Nè, các bạn sao? Các bạn không biết gì về âm nhạc. Ngọc, em rap cho anh một đoạn coi. Tôi là qua về đâm đông, nhưng khi một mình thì lại không. Có tỏ ra là mình nộm như sông bên trong đó. Mày biển đông đây, ai đó giang tay ba bộ một cô một lần. Bạn đó tay người ta phụ nắng ơi, u ớn cảm xúc tìm về nó mầm sống. Để rồi phụ thêm bấm phiếu cho tôi. Đưa đây. Lại nhảy cái lưỡi ra chị. Bây giờ, tới lượt người tiếp theo. 30 giây, học lời. Y nhạc vợ. Đêm buông dần lẻ loi dưới con phố. Đêm dần buồn, đối với tôi lẻ loi dưới con phố không ánh đèn. Thôi, hai vợ chồng mà không thuộc nhạc nhau kỳ lắm á. Phải tập quen những ký ức cơ ùa về. Để đem ký tên nữa. Rồi. Music, go. Ê, giờ nhắc em chứ em không biết luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vô. Đêm buôn dân lẻ loi từng con phố không ánh đèn, chỉ mình tôi sai quất. Ủa đâu vậy? Giữ lại, sai rồi kìa. Thôi đây đây, đừng tâm sự nha. Thưa quý vị, không thể nào mà chồng mà không thuộc bài hát của giờ được. Không, mà thực sự là dạ diễn minh họa cho cái bài hát này hay quá. Tiết mục võ sĩ đạo á, đừng có giận. Không còn ai nữa. Đến bây giờ hình như em cũng đã quen một mình. Cắn chặt bờ môi em chích. Ủa không bỏ. Ở cái lượt này chúng tôi rất thật lòng luôn á. Có những bài hát mình hơi bỡ ngỡ tí. Thậm chí bây giờ một cái bài quen mà kêu mình hát đúng từng chữ sao mình hát đúng được. Cho nên thôi cái này mình huề đi ha. Huề đi ha. Huề. Lại huề. Như ở cái game tiếp theo là một cuộc chiến sinh tử. Một sống, hai chết. Trời ơi. Khoan. Bước vào dòng sinh tử một sống hai chết. Cho tôi hỏi ban giám khảo một câu. Mình có thể đổi đồng đội với nhau được không? Không, muộn rồi. Không lao là phải theo lao. Còn nếu như mình cảm thấy đồng đội mình không tốt. Nói chơi thôi. Thưa quý vị, bây giờ là game tiếp theo của Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Ở phần quảng cáo bắt đầu, đây là sản phẩm của chúng ta. Hãy xem đi nào. Còn đây là sản phẩm của chúng ta. Hãy xem đi nào. Không chứ bây giờ. À. Wow, đây là cái miếng giá hạ sốt. Wow, đây là phần thưởng của đội mình. Một cái điện thoại. Chúng tôi không biết các bạn nghĩ ra nội dung gì. Đây là điện thoại thông minh. Và đây là miếng lót giày. Hãy nghĩ ra hai câu chuyện để cùng quảng cáo một cách bá đạo, mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Đây là phần quảng cáo bá đạo. Thưa quý vị, với hai cái sản vật của cung đình mà họ đã được nhận thì họ sẽ quảng cáo như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi vẫn cô đơn anh dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Con gái yêu cha không nằm nghỉ ngơi ở trong phòng đi, ra đây chi vậy? Lỡ một con gió độc nào thổi ngang qua cha đi luôn rồi sao cha? Cha biết chứ, cha đang nằm nhưng không biết nhà lân cận đứa nào hát, cha chịu không nổi cha phải ra đây. Trời ơi, cha đã bị lãng tai rồi sao? Con hát ở trong nhà mình mà cha nghe nhà bên cạnh à? Cha đã nói con bao nhiêu lần rồi? Dạ sao cha? Cha đã già, sức đã yêu. Cái đó con biết rồi. Dạ, thầy Lan nói cha chỉ còn sống được một tháng nữa thôi. Trời ơi, sao dài vậy? Mày có hiếu quá vậy con gái. Không phải cha ơi, con sợ bệnh tật hành hạ cha. Con muốn cha đi sớm để cha thanh thản. Người hành hạ cha tính là con đó con. Sao cha lại nói vậy hả cha? Tại sao tới giờ này vẫn chưa có ý trung nhân? Ta nghe nói vì con sống dơ quá nên mọi người không thích phải không? Ai nói? Đó là
mà đặt điều nói rằng bậy về con. Con luôn sạch mà cha, một ngày con tắm 3 lần thì làm sao mà dơ được. Ta không nói về cơ thể, ta nói về nhân cách. Con đứa nói nhân cách con dơ à? Con đã thấy nhân cách con chưa? Từ trước giờ làm gì con có nhân cách mà nó nói con dơ. Đến bao giờ con mới trưởng thành đây? Trời. Ta đã nói với con rồi. Tắt Cha đừng mà. Trời ơi. Cha, cha, cha có sao không cha? Cha, cha ơi cha. Cha ơi, cha có sao không cha? Cha, cha uống nước đi cha. Con gái. Dạ. Bao giờ mới trưởng thành? Trời, con đã lớn lắm rồi. Con năm nay đã tuổi tứ tuần rồi. Sao cha không nói về tuổi tác? Con thấy chưa? Cha ơi, nó cười vô mặt con. Nó cười vô mặt cha đó. Bây giờ con phải làm sao? Con cũng muốn lắm chứ mà không ai đến với con cả. Ta chỉ còn một tháng nữa thôi. Cũng tại cha mà thôi. Tại sao lại tại cha? Ta nói con gái nhờ đức cha mà cha sống làm sao bây giờ con không có chồng. Cha chúc đức lắm. Dạ con xin lỗi cha, con xin lỗi. Mày giết ta luôn đi chứ để ta sống nữa một làm gì? Một tháng nữa ta sống làm gì mà ta chịu đựng như thế này? Cha bình tĩnh, cha bình tĩnh. Ta muốn con được hạnh phúc. Ta muốn thấy con thành gia lập thất với một người cao to trượng nghĩa đủ sức để bảo vệ cho con. Cha cứ vậy, cha cứ đòi hỏi như vậy không mà bởi vì đâu có ai dám đến với con đâu. Cha làm như con là hoa hậu vậy đó. Con cha đâu có đẹp tới mức mà kiếm được một người như vậy. Con bị ngáo mà. Con làm sao là hoa hậu được? Thì đó. Con chỉ là hot girl cầu Bình Lợi mà thôi. Cha con biết rồi. Nói chứ con cũng có. Cha chả. Cha thèm ăn chả để con đi mua. Tào lao. Ta đang thẳng thốt. Có hồi nào sao ta không biết? Con không dám nói. Bởi vì con sợ cha không chấp nhận. Cho ta gặp mặt. Cha nói thiệt không cha? Ta không còn thời gian nhiều nữa con gái à. Ta đã bị đội quân bảy nụ cười xuân làm ta mệt tới ngày hôm nay rồi. Trời ơi, họ thật là gian ác. Nên ta muốn giải quyết em chui hết. Dạ. Cha ơi, bây giờ con sẽ đưa y trung nhân của con vào đây gặp con ta. Con đưa người ta vô nhưng mà cha không có được nói nặng lời với người ta nha cha. Cha đợi con chút xíu. Không bao giờ trưởng thành được. Đi lộn con rồi. Đi vô đây cha. Ta không còn thời gian đâu. Dạ thưa cha. Đây là cha em. Đây là cha em. Dạ. Dạ em chào cha. Ai chấp nhận ngươi mà ngươi gọi ta là cha? Cha. Trời ơi, ta nói lịch sự chút xíu đi. Ăn uống mà mất vệ sinh quá. Đói lắm hả? Ăn đang ăn ngoài kéo vô. Ráng nhìn chút xíu đi, con có vợ. Dạ, con xin lỗi. Không hoài vậy, trời. Dính nó dính với kẻ gan khó chịu quá. Cái bộ mặt của gia trang này mà đem nó về thì khác nào thành trang trại. Dạ. Hả? Cha ơi, người ta nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà cha. Nhìn bề ngoài như vậy thôi chứ ở bên trong không có thú vật vậy đâu. Mặt mũi nào ta nhìn bà con lối xóm. Cha. Nó mập như vậy làm sao hợp với con. Lưng phải dài, vai phải rộng, phải cường tráng, phải khỏe mạnh. Cái gì vậy? Ở gồng quá mà không được. Nhìn nó là thấy tụ huyết áp mở trong máu rồi. Bây giờ chàng phải nói gì với cha ta đi, để cho cha ta chấp nhận chàng. Ta nói gì đây? Chàng hứa gì đi, hứa gì với cha ta đi. Dạ. Thưa bác. À mà thôi chú đi, nhìn chắc nhỏ tuổi hơn ba của sắp con. Sắp chết rồi, bác. Thôi bác đi, để lớn. Con hứa là con sẽ là một người chồng thật tốt. Dạ. Là một người chồng thật là vui vẻ, luôn đem đến niềm vui và đồ ăn thức uống cho vợ của con. Cha cho cưới nha cha. Không được. Sao vậy cha? Nó mập như vậy
tối lỡ mai nó ngủ quên thì con làm sao thở nổi. Con sợ anh ta đè con à. Nồi cái đùi nó không là bằng cái bình của tao rồi. Dạ thưa cha, nếu như vậy chúng ta có thể nằm giường tầng ạ. Mỗi người một tầng cha. Ta không đồng ý trừ khi ngươi phải ôm xuống cho ta 30 ký. Cha ơi, dạ, chàng làm được không? Nếu như mà cha của em quyết định như vậy thì chỉ cần 3 tháng thôi. 3 tháng thôi, anh sẽ tập ngày tập đêm tập chim để cho cái ký của anh nó xuống. Cha ơi, 3 tháng anh tập cho anh xuống ký đó cha. 3 tháng thì ta ở dưới rồi. Ta chỉ còn 1 tháng sống trên đời này thôi. Anh sẽ chụp hình rồi đốt xuống cho cha coi. 1 tháng nữa có làm được không? Được thì cưới, không được thì thôi. Dạ thưa cha, nếu như cha nói vậy cho con xin nói một lời. Nói. Cha có tâm sỉa răng không chứ nãy giờ con khó chịu quá. Trời ơi. Một đứa thì luồn lách, một đứa thì mập mà còn dơ nữa thì hai đứa bay sống thì... Trời, con đã có cách. Cách gì mà có thể trong vòng 1 tháng được? Đây, đây là một cái app rất hay và hiệu quả. Cha hãy nhìn đây. Vậy bây giờ hữu nghiệm. Bây giờ bác cho con mượn cái tâm được chưa? Trời ơi. Hả? Điểm thật quá. Sao nó vẫn không đổi bên trong được sao? Không đổi được. Tại sao có thể hiệu nghiệm như vậy hả con gái của ta? Bởi vì con đã sử dụng app đổi thịt thay da biến heo ca thành sói ca. À, thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đội tiếp theo. Họ sẽ dùng cái sản phẩm đó vào cái câu chuyện kịch như thế nào? Mời đến với tiết mục tiếp theo. Loa 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 loa, nhà vua báo tin. Đêm hôm qua, nhà vua lúc chơi lô tô đã vô tình lượm được một chiếc giày. Đó là chiếc giày của một nữ nhân. Hôm nay nhà vua mở hội thử giày. Người nào thử vừa chiếc giày đó, người đó sẽ được làm hoàng hậu. Loa 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 loa, mời các thí sinh thử giày đứng xếp hàng đàng hoàng, không được chen lớn. Ai vô trước thì đi trước, ai vô sau đi sau. Mời người đầu tiên. Giày của ta đâu rồi, là giày của ta. Ồ, em nghe nói hôm nay có thử giày. Lộn chỗ rồi, mời đi ra. Chưa. Đây là chốn cung đình. Ai cho ngươi vào đây la hét như vậy? À, em không có la hét à. Mới nói gì đó. Đi đâu đây? Em đi thử giày. Đóng tiền thử chưa? Mà ổng có tiền. Không có tiền à? Có sắt. Ta chỉ lấy tiền. Ta gom sắt. Nhưng mà em nghe nói hôm nay có thử giày, thì nếu người nào thử sẽ được làm hoàng hậu. Đúng em vậy. Em muốn thử giày. Đưa một chân ra. Thôi. Không vừa. Ủa sao vậy? Em chưa thử mà. Chiếc giày nó rất nhỏ. Chân này là chân đá banh hả? Chân này là em đi bắt cua bắt ốc. Bắt cua bằng chân à? Không, em bắt cua bằng tay. Nhưng mà em đi bằng chân. Bắt cua bắt như thế này. Đừng có xảo ngôn. Hãy làm lại động tác bắt cua cho ta. Hãy tưởng tượng phía trước là cái hang. Bò cua đi. À, cua kìa. Trong đây không có cua.
Không cần bắt, quay về. Nông dân người nào đi bắt cua mà a à, cua kìa. Khi mà mình thấy mình mừng quá mình phải a à, cua kìa. Thật là điên đầu. Thôi thử lẹ rồi về. Nông nhẹ nhẹ coi chừng nông tét dài hoàng thượng. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi cái gì vậy? Hả? Dừa ơi. Dừa đâu vậy? Đâu? Chết hoàng thượng rồi. Yeah. Hoàng thượng ơi. Chưa. Để ta hỏi coi còn ai vô thử được không? Hết rồi. Còn ai ngoài kia nữa không? Con ta. Hoàng thượng. Ủa đôi giày đâu rồi? Chị đi đâu đây vậy? Không có giày gì ở đây. Đôi giày ra đây. Nhìn xảo chứ sợ. Không có. Trời ơi. Có mang chiếc nào đâu? Đôi giày đâu? Đây. Hãy lấy chiếc đó. Thử đi, không có gì vừa đâu. Từ từ coi. Cái gì vậy? À, con này nó bị gì vậy? Em đang giúp chị em. Chị Tám, chị Tám. Thôi mà, để cho nó thử đàng hoàng coi. Không có vừa. Không vừa. Thôi quên, lộn, nó nghe nè. Em là Tấm chứ không phải là Cáp, thử lại đi. Em là bị hại mà. Không có dừa kìa, em nói rồi. Không có dừa vậy? Không có dừa. Không được làm hoàng hậu rồi. Không, nó không chịu. Tao muốn được làm hoàng hậu. Nó làm hoàng hậu thì cứ phải thử chiếc dừa, chiếc dài này. Tôi dừa. Yên tâm, ta có bảo bối đây. Bảo bối gì? Hả? Từ đâu ra vậy? Ở sông. Đây là miếng lót dài thông minh. Miếng lót dài thông minh. Vậy cỡ nào cũng vừa. Vậy cỡ nào cũng vừa. Miếng lót dài thông minh. Không có vừa đâu chị ơi. Vừa nè, vừa nè. Không có vừa. Wow. Yeah. Bẩm hoàng thượng, đã có hai người thử vừa hài. Chị ơi không được, hoàng thượng là của em. Quan trọng là hoàng thượng chọc. Đó, chức mặt các ngươi là hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng là của chị. Em không giành nữa. Sao hả? Sao tới ta ra cái nhường luôn vậy? Không như tưởng tượng. Chứ tưởng tượng sao? Giống đây nè. À, ngươi tưởng tượng hoàng thượng cao 1m82. Đúng rồi. 28. Thôi, nàng đã thử dừa đâu dài, về làm vợ của ta. Đâu có đâu, còn rộng miếng. Ta thấy dừa rồi. Thật sự là đã dừa rồi hoàng thượng. Nhưng mà người phụ nữ này sử dụng một miếng lót dài thông minh. Lót dài thông minh à? Dạ. Lót dài thông minh nào mà có thể thử dừa tất cả các đôi giày? Nói cho ta nghe nào. Đấy thưa hoàng thượng, miếng lót dài thông minh này có thể mang được tất cả các loại giày: khử trùng, khử ô nhiễm môi trường và khử luôn cái con bên kia. Thì ra đây là miếng lót dày thông minh à? Dạ đúng, miếng lót dày thông minh cho đường tình hạnh. Như vậy là hai cái màn quảng cáo đã thành công tốt đẹp. Bây giờ thiệt hiện tại là cũng có nhiều cái chỗ người ta quảng cáo cũng không đúng nha, cho nên mình phải chắc lọc. Thực ra thưa quý vị là chúng tôi làm cái mấy cái màn quảng cáo này là mang lại cái niềm vui là chính, chứ sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm không có thật ở ngoài đời. Đâu có cái sản phẩm nào gọi là miếng lót dày thông minh mà vừa khít dài hay là xử lý môi trường như là Lan Ngọc nói đâu. Làm sao có thể có cái ám nào mà biến heo ca thành sói ca được? Có mà chỉ có nhìn trên ám thôi chứ đâu ra mà biến ở ngoài đời. Thì bởi vậy mới gọi là quảng cáo bá đạo. Bây giờ là lượt bình chọn của tất cả các bạn, xin mời. Đầu tiên đó là màn quảng cáo của Lâm Mỹ Dạ, Trương Thúy Dinh và Dinh Rồng. Mời. Khá nhiều. Cảm ơn các bạn. Khá nhiều. Còn bây giờ là màn quảng cáo của Tiết Luật, Lan Ngọc và Thúy Ngân. Xin mời.
nhiều. Như vậy đơn giản, ở lượt này chúng ta hòa nhau. Đúng là ngang tài ngang sức. Thưa quý vị, một vài cái màn quảng cáo mang lại tiếng cười cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái kịch trong cái chuỗi kịch của gia đình Bảy Nụ, của chương trình Bảy Nụ Cười. Trời. Nghe coi, có chuyện gì mà mày qua đây mà nhậu rồi mày cứ lầm lì lì hoài à? Nhớ vợ em quá. Vợ bỏ qua đây nó ở rồi. Em nhà con mình rồi. Mà em làm gì mà để vợ em bỏ qua đây? Em nhà em hiền khô, đâu có dám làm gì vợ em đâu. Cái gen á, cái gen con gái trong nhà này á, hổn không à. Anh nói thiệt mày, anh về đây nè, anh cũng cực thân lắm. Nhà là nhà của anh, rồi tự nhiên nguyên một bên gia đình vợ kéo về ở, rồi chia phòng giống như là vô ở khách sạn vậy đó. Rồi tiền điện, tiền nước, tất cả các loại tiền là anh bỏ ra hết. Nhưng mà anh còn được cái là nhà anh có đứng tên, em hiểu không? Mình làm cái gì á, mình cũng phải thể hiện cái bản năng của thằng đàn ông mình. Em không thể chiều vợ em được, cứ vợ bỏ đi em cứ năn nỉ kiểu này hoài, muốn leo lên đầu em á. Ngay cả ông già vợ của anh cũng phải vô đây ở, phải nể anh một phần. Tuy là anh là cái thân phận làm rể, nhưng mà ông già vợ anh là anh muốn cái gì đó ông phải cùng thực hiện cho anh. Em đừng có dễ quá. Cái gọi là cái gen trong nhà này, mấy đứa con gái toàn là mấy đứa hổn không. Chào ba. Làm gì bày ra nhậu vậy? Nó buồn ba ơi. Mới nói gì á? Dạ con mới nói là chồng của con Ngà nó buồn. Dạ con buồn. Trước đó. Trước đó là con hỏi nó buồn chuyện gì. Mày bớt xạo đi. Cái gì tiền bạc nhà này lo hết rồi, kéo nguyên bên qua con toàn hổn. Ông già phải nể một phần. Ba nghe hết luôn hả? Tao qua đây đâu phải là tao muốn, cũng tại tụi bay làm ăn bê bối. Còn cái thằng mập này, bữa nay mày qua đây chi rồi mày nói vợ mày sao? Giờ con nó qua đây nó ở mấy ngày rồi. Bây giờ con năn nỉ qua con rước vợ con về mà nó không chịu về. Giờ con cũng biết sao nữa. Nó nói là nó đòi ly thân với mày đó. Con có làm gì đâu. Nó nói là mày đối xử nó sao đó. Vậy là lỗi do em. Em đối xử làm sao vợ em mới đi. Đã cái thân mày đã xấu rồi, tao không hiểu làm sao mà lấy được con vợ đẹp vậy mà mày cư xử tệ quá. Em có tư xử gì đâu. Bây giờ vợ em nó về nhà, nó muốn gì em làm đó. Nó mệt mỏi là em đấm bóp cho nó. Nó muốn uống cái gì em cũng đi ra ngoài, em đi qua mấy cái shop tiện lợi em mua cho nó hết á. Vậy là con ba. Thậm chí hả, người ta giao đồ ăn đến tận nhà luôn rồi. Người lấy dẫn lại em nè. Chị mày lấy mày cho tiện chị bình thường, có gì đâu mà mày than phiền. Cái gì vậy? Nãy giờ nó nói chuyện với con là nó nghẹn nghẹn rồi. Con nói thiệt á, con Ngà nó cũng quá đáng lắm ba ơi. Ba thấy nó ở nhà này á, con nói thiệt, nhà của vợ chồng con mà làm như nhà nó vậy đó. Mày chửi tao phải không? Không phải, nhưng mà ví dụ như ba là ba vợ của con thì sao cũng được. Còn con Ngà nó là em, nó ở trong nhà nó phải biết. Con hỏi ba tiền điện bình thường con xài con 1 triệu mấy, nguyên một bên gia đình của ở 2 triệu mấy. Hôm bữa con mới nhắc khéo con nói là ừ Ngà ơi, tiền điện tháng này là 2 triệu 7 nha. Biết rồi, con bỏ đi. Ủa gì kỳ vậy trời. Thôi bây giờ vậy, vợ chồng nói chuyện lục đục là chuyện bình thường. Có gì từ từ để ba nói cho. Gì vậy? Gì vậy? Tay mày gãy hả? Dạ không có gì đâu. Mày bị cái gì? Trời ơi. Mày làm gì vậy? Còn là cái đũa, phải là cái xà bèn đánh mày đâu mày.
Ba cứ để con bình thường, con ăn tự nhiên được rồi. Trời ơi, ba ơi, ba ơi. Đây, đưa đây cho anh coi con làm cái gì mà tay chân mà run thấy ghê vậy. Không có gì. Trời ơi, ba ơi. Ba quýnh cái đũa mà thiệt á. Không phải. Ủa, chứ không phải ba hả? Cái này bị cái gì, tay bị cái gì? Bị gì á? Bé Ngà bấu con. Bấu cái gì? Bấu lúc giận quá mất hồn á, nên hai chồng vợ tao mà kiểu đó là. Ê, cái gì mày? Dạ, con xin lỗi. Có từ từ gì để tao giải quyết. Đúng rồi, không có được. Bản thân mình là đàn ông á anh, mình phải nhường nhịn phụ nữ. Cho dù phụ nữ có quá đáng mình cỡ nào chăng nữa, con là thương vợ là đúng. Nhưng mà cái gì với cái, có trên có dưới, có chồng có vợ, nói về nhà chưa? Con đâu có biết đâu. Con báo đâu? Báo. Dạ. Ra đây ba biểu coi. Rồi. Gì? Ủa, chào anh ba, mới qua chơi hả? Anh mới qua. Chị ba về đâu? Con có biết đâu, chị ba đi từ sáng giờ mà. Thôi ngồi xuống dưới ăn một miếng cho nó ngon nè. Cái gì vậy, tay anh bị gì vậy? Mày vậy thì mày bóp tay kia đi. Vợ của nó. Quánh nó ra nông nổi này nè. Quánh nó đó. Gì vậy? Trời ơi, bởi con nói với ba thấy chưa? Cái chị đó là tính cọc cằn, không có ra chất con gái tí nào hết trơn á. Sao tính tao đàng hoàng mà đẻ toàn cúng đứa con gái này, sao mà làm phiền không? Con nghe nói hồi đó đi học là nó bị bắt lên phường mấy lần thì có tội quýnh lộn rồi đó. Đi học là bị bắt lên ban giám hiệu. Bắt lên ban giám hiệu. Anh ba. Nhưng mà có chuyện gì đi nữa, anh cũng tha lỗi cho chị của em đi rồi dắt bả về bên nhà đi chứ ở bên đây lâu lắm rồi. Cái mục đích chính của anh qua đây là chỉ để muốn là thỉnh bả về thôi mà bây giờ cũng không được nữa nè. Bả cứ làm mình làm mẩy anh hoài. Thì có ba ở đây rồi, anh nói với ba một tiếng. Có người lớn đây em đừng có lo. Ba nói rồi anh nói nữa, rồi chị nói nữa là nó phải về thôi. Để nó về đây, rồi ba tính và giải quyết. Vợ chồng cãi lộn là chuyện bình thường, nhưng okay. Mà không được hổn. Ba, ba. Vâng. Anh qua đây làm gì nữa vậy? Trời ơi, tính đi về. Gì vậy em? Tôi không có nhìn thấy mặt anh nữa. Ngồi xuống. Trong cái gia đình này tao là người có quyền quyết định nè. Nhà của tao. Anh gan ta. Không phải tại anh nóng quá, nó hổn quá em thấy không? Sao còn chưa đi về nữa? Thôi đi, mấy cô mấy cậu bây giờ lớn hết rồi, muốn làm gì làm hả? Ba à. Con à, mình có thể nói chuyện để tìm ra cái lẽ phải, nhưng không thể là dùng vũ lực với chồng mình được. Ba, có gì từ từ nói ba. Thôi con, để từ từ ba giải quyết. Anh đi về đi. Vậy quỳ xuống. Tại sao không phải quỳ chứ? Quỳ xuống cho tao. Ba, thôi, có gì. Chị làm gì vậy? Chị quá đáng anh quá nhá. Anh đi về liền đi, anh làm cho gia đình tôi xào xáo như vậy hả? Qua đây với anh. Anh ba, anh không mày có gì sai hết trơn hết hôm nay. Quay là hả? Ba phân xử đi chứ. Trời nghĩ sao mà đi ngồi đánh xuống. Ngồi xuống đây. Quá rồi hả? Ha? Em làm nó sợ. Có thằng đàn ông nào đứng tướng hàng như nó không? Ngồi xuống. Nè, tôi cho cô đi làm diễn viên. Cô sống nhiều cái khuôn mặt đó là giả trên sân khấu, chứ cô không thể nào đem cái khuôn mặt là hỗn hào, coi chồng không có gì, coi gia đình không có gì đó, nghe chưa? Con hổn hả ba? Ba đã hỏi con là con với ảnh có chuyện gì chưa mà ba nói con hổn. Có bất cứ chuyện gì em là phụ nữ, anh thấy cái hành động của em như vậy là côn đồ. Để nó ba tính. Ba đã nói rồi, vợ chồng lục đục là chuyện bình thường. Nhưng mà không có chuyện mà vợ mà tán vô đầu cái vỏ sách như vậy. Chồng nào mà ngồi đó cho con tán cái vỏ sách vô đầu. Con tán cái đầu ảnh hồi nào? Con chưa bóp cỏ anh là mai rồi đó. Trời ơi, chị làm cái gì vậy? Đi. Trời ơi, sao đối xử cho anh vậy nha? Trời ơi. Anh ơi. Nga, má con mất sớm, còn mấy cha con sống với nhau. Ba làm cái gì sai? Ba dạy dỗ con thiếu cái gì mà bây giờ con ra nông nổi này? Thằng chồng mình mà con tán con đánh như vậy, người ta nhìn vô rồi ta nói gia đình mình sao? Thưa ba, ba cho con xin phép vượt qua nói chuyện riêng với vợ con. Thôi với anh không có gì để nói hết đó. Đó, thấy chưa? Hai đứa nói chuyện đi. Để ba lên mà thắp nhang cho má tụi con. Trời ơi, đi hết vậy hả? Nè, anh trong phòng nè. Có chuyện gì gõ cửa ba cái thôi. Em cũng ghét chị luôn. Em không ngờ chị là con người như vậy luôn á. Đi về đi, đừng có ở trong phòng với em nữa. Nga,
Anh còn mặt mũi nào nhìn em nữa hả? Nếu mà anh có lỗi gì á thì em bỏ qua cho anh đi. Anh ở nhà bữa giờ không có em, anh nhớ em lắm. Em bỏ qua cho anh bao nhiêu lần rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Nếu mà sống với nhau không được á, ly hôn đi. Anh làm không được nghe ơi. Em cũng biết là anh thương em cỡ nào mà. Thương em hả? Ủa ba, ba muốn qua chơi hả? Hai người làm lành rồi hả? Nè, có người đặt hoa tặng chị. Ai vậy? Hoa của ai? Hoa này hoa của ai vậy em? Hỏi chi? Cho anh coi cái đi được không? Không có coi gì hết á. Đồ của tôi anh đừng có đụng vô. Anh coi anh biết ai tặng thôi mà. Chi? Anh biết. Anh biết coi nó... Có ông nào ông tặng á. Ông sao em? Em có biết đâu. Ông ra làm sao? Anh phải biết được cái người nào tặng hoa cho vợ anh nó ra làm sao chứ. Hả? Nó ra thì sao thì cũng đâu có liên quan với anh nữa. Tôi với anh sắp hết thành vợ chồng với nhau hết rồi. Hết thành cái gì? Bây giờ còn ngày nào sống với nhau, còn vợ chồng là vợ chồng với nhau. Nó tặng qua cho em, nó xin phép anh chưa? Hả? Tại sao phải xin phép anh? Đây là qua người ta tặng cho tôi mà. Tại sao không xin phép anh? Đã rồi, trên mặt báo là công khai rồi. Anh với em là vợ chồng. Nó muốn gì nó không có bước qua xác của anh chứ. Tôi không nói chuyện với anh nữa, anh đi về. Không nói chuyện được mà. Anh đi vậy? Em làm gì? Ôi, ba. Cái gì? Tao biết cái gì? Bắt lên tao. Đi lên phụ. Đi lên phụ. Vậy lại quýnh người ta nữa hả? Dạ. Coi nè. Cái gì vậy? Thằng luôn là thằng nào? Tại sao tôi biết được? Thằng luôn là thằng nào? Khán giả thôi mà. Để tôi... Thằng luôn là thằng nào? Thằng luôn là thằng nào? Nói cho tôi biết là thằng nào? Có fan thôi chứ thằng nào tặng hoa cho nó mày cũng bóp cổ chứ, mày giết nó nhiều lần lắm rồi. Tôi tức. Tôi ở nhà suốt ngày có đứa nào tặng hoa cho tôi không? Ra đường nó quen phim. Về xíu là có người tặng hoa. Ủa nhưng mà mày sao? Mày nói là vợ mày đã đánh mày mà sao tao thấy mày đánh vợ mày không vậy? Đã nói là bây giờ tức nước mở bờ. Là nào tôi không kìm được thì tôi dùng lên thôi. Thôi đi. Mọi người. Đi về đi. Bình tĩnh con. Bình tĩnh. Có ba đây. Không có gì hết. Mày vô đây ngồi. Gì nói vô? Anh nói hai đứa vô đây ngồi. Nó kêu thì vô đi. Thằng kia vô đây. Bà có tin con không ba? Mày ngồi cầu thang. Bà có tin con không? Bà tin con. Anh nói tôi đánh anh hả? Tôi đánh anh hồi nào? Mọi người nói là con ăn hiếp ảnh hả? Con ăn hiếp ảnh khi nào? Mọi người nhìn đi. Trời đất ơi. Bầm hết trơn rồi kìa ba ơi. Mỗi lần anh đi quay về, ai mà tặng quà cho con á là anh đánh con. Mỗi lần người ta gửi thiệp, người ta chúc mừng con, anh đánh con. Mà anh không cần biết lý do nó là như thế nào hết. Tại sao không phải chịu đựng cái chuyện này? Con không có làm gì sai hết đó ba. Mày vô dám đánh chị tôi hả? Ê! Dám đánh chị tôi hả? Sao đánh chị tôi? Chạy 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 chạy
Ba xin lỗi tụi con. Ba xin lỗi con gái của ba. Má con mất đi, chỉ còn mình ba bảo bọc tụi con. Mà ba lại gả con cho cái Phường không ra gì. Không sao đâu, ba hiểu câu chuyện rồi. Ba, ba, ba ơi, nếu tôi là một thằng không có học như cậu thì tôi sẽ tán cái ly này vô đầu cậu. Nhưng dù gì cậu cũng đã từng là con rể của tôi, nên trước khi tôi tán cái ly này vô đầu cậu thì cậu bước ra khỏi đây đi. Mở cửa. Đi đi. Chào cả nhà. Đừng khóc nữa. Từ bữa nay các con cứ nhớ một điều, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì các con vẫn là con của ba. Và ba sẽ suốt đời bảo vệ các con. Và lời cuối cùng ba muốn nói, ba xin lỗi con. Quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Trong một cuộc chơi, từ đầu tới giờ hai đội đều hòa nhau. Đây là cái kết không ai mong muốn. Đúng vậy, bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mới. Trò chơi là gì? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, hãy cử một con gà chiến của đội mình đi nè. Lan Ngọc. Đâu, không có. Em là gà chiến, này gà bệnh rồi. Em là chủ bài, còn chị mới là anh chị. Anh ơi, nhưng mà khúc cuối này rồi, phải cho Ngân chứng tỏ đi. Em thể hiện đi Ngân. Bên đội em không có gà, có heo được không? Đối thủ của mình sẽ hỏi mình thông tin nào đó, việc của mình là ừ đúng rồi. Sau đó hỏi ngược lại. Đến một thời điểm đó mình cảm thấy là mình không thể sống giả dối với bản thân mình được nữa, thì vì đó tôi dừng cuộc chơi và thua. Nói trước, hình phạt rất kinh khủng. Ai nói trước? Mời anh. Em không được bình thường đúng không? Ừ, đúng rồi. Mời em. Anh nhường cho đội em thắng đúng không? Anh nhường cho đội em thắng đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Chị vậy chứ? Thôi, hai thua. Hỏi tí chứ. Đúng rồi, sợ gì nữa. Thì thôi, thôi thì thua rồi, thôi cũng thua. Em nói là... Đúng rồi. Nhanh quá. Cảm ơn anh. Em nói có vợ nó vẫn dạy gái là sao ta? Anh nhường tính là anh nhường cho đội em thắng đúng không? Ừ đúng rồi, nhưng mà em từ chối đúng không? Ừ đúng rồi, là chơi tiếp được rồi. Người ta tới đó cắt rồi anh ơi. Tới đó đẩy ra chị không biết. Có vẻ như không phục. Những câu gì liên quan đến gài độ, chiến thắng rồi kia bỏ đi. Bây giờ này, sở trường của mình là những câu liên quan tới cái gì? Đá banh. Gì? Đúng rồi, đá banh. Kiến thức về đá banh. Sở trường của đội mình là gì? Sở trường của em là nhịp. Bây giờ hỏi Thúy Ngân trước. Dạ. Có nhiều bài hát, có bài nhịp nhanh, có bài nhịp chậm. Rồi, có bài hát của chị Thu Minh nói về một phương tiện di chuyển, bài hát tên gì? Taxi. Hay quá vậy này. Dễ, những câu hỏi rất đơn giản đời thường thôi. Rành về cầu thủ bóng đá đúng không? Dạ. Biết Nguyễn Quang Hải đội tuyển Việt Nam không? Dạ biết. Thích ăn phở ở đâu?
Nãy nãy nói rành lắm mà, không ăn phở đâu. Nãy nói rành mà, nãy ăn phở đâu. Mà câu đó là câu về đời sống mà. Anh ơi, câu này nó liên quan tới kiến thức bóng đá anh. Rồi, vậy thì mình nói cái kiến thức bóng đá đúng không? Đúng dạ rồi. Đúng. Khi Nguyễn Hải bước vô sân đấu, tùy lúc, lúc bước chân trái trước, lúc bước chân phải trước. Lúc nào bước chân trái, lúc nào bước chân phải. Thích thì bước. Sai rồi, lúc mà anh đau chân trái thì anh bước chân phải trước. Trời ơi, trời. Ủa mà sai luôn, đau đã bước vô sân đá chị. Thôi, đội mình bị phạt đi ha. Em thua từ nãy luôn được rồi, mò mò chia cho Ngọc thêm đâu được gì nữa. Đây, uống hết về anh. Bạn, chưa thí sinh đầu tiên, để ly trên đầu. Tay kia cầm cái bình, rót khi nào cái mực nước nó ngay chỗ cái mực màu đen là được. Đó, ướt mình ráng chịu nha. Ướt đầu thì... Ôi, ai, ai, ai. Hợp lý. từ từ thôi, ok anh. Không okay, được. Ok, nhanh lên anh, nhanh lên. Cái này muốn vui là phải để nước mắm nó mới vui. Rồi để yên nó, để yên nó, coi chừng cái nắp nó làm cái thà cái là tắm luôn nha anh nha. Rồi hay quá anh ơi, hay quá, xuất sắc anh ơi. Chưa. Miếng nữa. Vừa thôi. Ok. Rồi. Mọi người ơi, quá hay, vừa tới luôn. Rồi bây giờ uống hết nè. Nói chơi thôi, ai kỳ vậy. Rồi mời Lâm Vĩ Dạ. Rồi Mạnh nè, qua bên trái nè. Hay quá vậy ta. Thông minh. Thông minh lắm. Tiếp đi, kệ lắm, tiếp đi. Cái đỉnh đầu. Sao khóc vậy cưng? Gần xong rồi, cái đáp lại khó lắm. Sống mà khóc hoài vậy. Chậm nước mắt cho chị. Nữa. Chưa nữa. Rồi. Mời Vinh Râu. Vô đây. Mạnh lên. Hay lắm, một phát anh ăn. Tới nữa, miếng nữa luôn, chịu khó xíu thôi. Chụp xíu rồi, ok. Dưa mất. Ồ, bị dưa rồi, rồi làm lại từ đầu. Nè, còn chôm nha. Rồi ok. Rồi đó. Từ từ nha, chưa, tới luôn. Tới miếng nữa chưa, còn xa lắm. Nữa. Rồi. Nữa. Đây. Chưa mà. Chưa tới nha mọi người, làm lại từ đâu. Ủa chưa tới, đổ tiếp chứ. Hai điểm để xuống đây rồi. Đổ đi, đổ. Đổ nữa, đổ mạnh đi. Đổ mạnh lên là tới hả? Một phát thôi là tới rồi. Nữa. Nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng thôi nha. Xong rồi. Rồi, ngày hôm nay chúng ta đã được trải qua nhiều trò chơi. Thì cũng cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình của Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn mới tới sớm mình chơi to con lực lượng bạn virus to con. Banana. Không, đừng xào, không xào cơ. Cái ngứa đầu luôn á trời. Ai ơi! Anh ơi, anh đừng bỏ anh đi.